Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách giải 4x4 nâng cao mà mình đã áp dụng và mình đã giảm thành tích từ 2 phút hơn xuống còn 1 phút rưỡi anh em nhá. Thì cái phương pháp này là phương pháp nâng cao mà tất cả các cuber đều dùng. Đấy, những người phá kỷ lục thế giới hay những người đang thi đấu giải 4x4 ý thì đều dùng phương pháp này anh em nhá. Mình sẽ nói qua là cái hướng giải của phương pháp này như sau nhá. Đầu tiên mình sẽ scramble correct lên này. Đấy, thì cái phương pháp này nó như sau. Các bạn sẽ làm một tâm trắng và một tâm vàng, hai tâm trắng vàng trước. Tiếp đến là các bạn làm ba cặp cạnh cross như này. Đấy. Tâm trắng vàng xong và làm ba cặp cạnh cross như này. Tiếp đến là các bạn sẽ hoàn thành bốn cái tâm còn lại nhá, làm bốn cái tâm còn lại. Đấy, làm xong bốn cái tâm này. Sau khi làm xong bốn cái tâm thì anh em làm hoàn thành nốt cặp cross này nhá. Đấy, khi làm xong bốn cặp cross này thì anh em xoay về. Đấy, tiếp đến là anh em sẽ hoàn thành tất các cặp cạnh còn lại nhá, tám cặp cạnh còn lại này. Đấy, làm xong muốn mấy cặp cạnh còn lại này. Bây giờ như vậy đã hoàn thành là thành khối rút 3x3 ở đây. Và các bạn sẽ giải bắt đầu từ FHL anh em nhá. Tại vì mình làm cross rồi mà. Đấy, như vậy hoàn thành xong khối rút. Và mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho anh em nhá. Mình sẽ scramble lên và mình hướng dẫn cụ thể cho anh em này. Đầu tiên là làm hai tâm trắng và vàng này. Đấy, hai tâm trắng vàng này thì rất là dễ là anh em có thể làm được nhá. Và tiếp theo lắp cross này, lắp cross sao cho không mất hai tâm trắng vàng này anh em, để mặt trắng ở bên trái và mặt vàng bên phải giúp mình. Và anh em chỉ xoay những cái tầm này và tầm này thôi. Đấy. Ở đây ví dụ nhá, anh em sẽ cho những cặp cạnh cần hoán, ví dụ ở mình ở đây cần hoán cặp ví dụ cặp hai cặp đỏ trắng này này, hai cặp đỏ trắng ở đây đúng không? Thì anh em đưa một cạnh đỏ trắng lên trên mặt này này, lên trên và xoay sang. Và cặp cạnh đỏ trắng tiếp theo nó ở dưới này, em sẽ cho lên sao cho nó cùng một mặt rồi đúng không? Khi cùng mặt rồi thì anh em sẽ làm tiếp cho nó thành đối nhau nhá. Đây, một cái xuống này, một cái sang này, một cái lên đấy, thì nó sẽ thành đối nhau như này, làm hai cặp đối nhau nhá. Thì đối nhau anh em xoay sang bên này và ghép cặp này xuống cặp này có cách như sau. Anh em sẽ làm này, lên này, cặp này chúng ta xoay U2 sang đấy, sau bắt đầu xuống và xuống đấy, thì nó sẽ được một cặp. Thì sau một cặp anh em sẽ đẩy xuống đây nhá. Đấy, tuyệt đối không được đẩy lên hàng trên, chỉ được đẩy hàng này với hàng này thôi, để cho nó đỡ bị ấy. Ê, ở đây mình thấy cặp này cứ hai cặp xéo nhau này được nhá, hai cặp xéo nhau này khi xoay lên là giống nhau này, xoay lên phát là được luôn này. Đấy, cặp này thì nó sẽ ở bên này của mặt đỏ này, à đâu, ở bên này của mặt đỏ, mình sẽ xoay sang đây. Đấy rồi, nhưng mà nó ở mặt trên đúng không, anh phải xoay này lại đấy, cho cái mặt bên luôn, mặt bên trên này luôn luôn không có cặp cross nhá. Tiếp tục này, mình thấy ở đây là có màu, à đây có màu xanh lá cây trắng này, nó trùng với xanh lá cây trắng ở đây, nó hai cặp cạnh xéo nhau như này thì mình sẽ chỉ cần đẩy xuống thôi là nó về. Đấy, tiếp tục mình sẽ cho sang bên này. Đấy, như vậy đỏ này, xanh lá cây và xanh nước biển đấy, nó đúng rồi nhá. Sau khi đúng rồi thì các bạn lại để hàng trên này trống không có cặp cross nhá, để cross ở mặt bên này và bên dưới rồi. Và các bạn bắt đầu ghép tâm như sau. Các bạn sẽ ghép một nửa tâm, 1/2 tâm trước, và các bạn ghép tâm màu đỏ này, màu trắng, mặt trắng được đây, thì mình sẽ ghép bắt đầu từ mặt đỏ nhá, từ tâm đỏ này. Đỏ anh em cho hết tâm đỏ lên trên này đi, đây tâm đỏ, nửa tâm đỏ này, được chưa? Sau khi ấy được một nửa cái tâm đỏ nhá, sau anh em bắt đầu xoay cái nào được rồi, anh em xoay lên nhá, xoay lên để giữ ở mặt sau này, và tiếp tục cái mặt này để chúng ta để chỉ để ghép cái tâm xanh lá cây này. Xanh lá cây thì bây giờ mình cần ghép thế này đúng không, mà cái này mình thấy đang ở dưới này, mình sẽ cho cái xuống, dấu cái xuống này, mình đảo con này xuống này, đấy, đảo con này xuống dưới và mình đẩy con này lên thì nó sẽ được như này. Đấy, anh em thấy không, mà mặt này vẫn giữ nguyên nhá, không liên quan gì đến mặt này nhá. Đấy, và mình sẽ xoay sang này, đấy thì sẽ được này, đỏ này, xanh lá cây này, đấy, và mình bắt đầu xoay xong rồi dấu con này tiếp. Đấy, bắt đầu mình sẽ lắp màu cam ở trên mặt này nhá. Màu cam trên mặt này, ở đây mình thấy một cục này. À đây, một cục, một mình thấy mặt cam đấy nhá. Mình chỉ đây là mình đang làm cái một nửa tâm, một nửa 1/2 tâm bên trái, mình chỉ quan tâm bên trái thôi, còn cái có nó có 1/2 tâm ở bên phải này thì mình lấy luôn cặp này luôn. Mình cho con này lên. Đấy, mình chỉ giữ bên này nhá, còn bên này mình xoay không quan trọng. Nên lên là mình chỉ cần xoay U2 đấy thì nó đã thành rồi. Đấy, đỏ này, xanh là cây cam này. Tiếp tục mình sẽ xoay này lên. Đấy, khi làm xong ba cái tâm rồi thì anh em sẽ thôi nhá, làm đến đây thôi. Và anh em bắt đầu làm 1/2 tâm còn lại, bắt đầu từ màu đỏ này, nhưng mà làm lần này làm bên phải nhá, lần trước làm bên trái, lần này làm bên phải. Thì ở đây anh em thấy này, nó có màu đỏ này, em xoay lên. Đấy, xoay lên được rồi thì anh em chỉ cần xoay sang bên này, lưu ý lần này xoay bên này nhá.
Và anh em bắt đầu đẩy này, đẩy hàng này lên, đẩy hàng lên đấy, đẩy hàng này lên, được chưa? Tiếp đến này, màu xanh lá cây này, anh em cần lắp màu xanh lá cây. Cần lắp ở đây thì anh em phải giấu màu xanh lá cây sang bên này, mình giấu sang bên này tạm nhá. Và mình thấy màu xanh lá cây đỏ ở dưới đây này, mình đẩy hai lần lên đấy để ghép được cặp này. Nhưng mà mình đẩy hai lần lên đúng không, xong mình phải theo nguyên tắc mình phải trả xuống đấy, nên mình sẽ giấu cặp này sang bên này đấy, giấu giấu cặp này tạm sang bên này nhá, và đẩy hai lần xuống để trả lại về vị trí ban đầu cho cái màu đỏ nó về vị trí ban này nhá. Và mình sẽ xoay U2 đấy để nó màu đỏ này, xanh lá cây này đấy, được chưa? Tiếp tục mình sẽ đẩy hàng này lên tiếp. Để hàng này lên thì mình sẽ thấy cái trường hợp nó khoai khoai như này đấy. Giờ mình lắp màu cam đúng không, màu cam lại chéo nhau như này. Giờ ví dụ mà mình đẩy xuống mà mình xoay lên thì nó lại bị phá cái tâm này đúng không, nó phá cái tâm vừa làm. Nhưng mình hướng dẫn anh em một cách là anh em đẩy lên nhá, anh em đẩy hẳn con này lên, đẩy hẳn cái con này lên đấy, xong rồi xoay lên bên này thì nó sẽ không ảnh hưởng gì. Xong rồi tiếp tục đẩy xuống này, xong đẩy xuống đấy không ảnh hưởng gì đúng không đấy. Xoay xuống anh em xoay khi được tâm cam rồi xoay sang và đẩy lên thì nó sẽ tự động hoàn thành cái tâm này luôn đấy. Thì đấy là xong cái làm bốn cái tâm nhá, làm bốn tâm này rất là dễ luôn, anh em tự nghiệm theo cách của mình ý, là rất là dễ đấy. Mình tin là anh em mà làm được rồi thì sẽ làm được thôi. Tiếp tục lắp đến cái tâm này thì rất là dễ thôi, có một cái ở đây rồi, anh em chỉ cần cho cái tâm này lên trên này, cho lên sang xuống đấy là cho xong rồi. Tiếp tục cho viên này xuống đây thì anh em làm như này, xoay bên này sang này. Cái này thì công thức cơ bản rồi, anh em đều biết rồi đúng không? Đấy. Đấy, công thức cơ bản đều biết rồi. Đấy, khi quay sang thì anh em xoay cái mặt này, đấy cho được cross đúng này. Sau khi lắp xong được như này này thì bước tiếp theo anh em lắp 8 cặp cạnh còn lại nhá. Thì mình sẽ lắp theo phương pháp 323. Đầu tiên anh em trước khi lắp anh em u nhỏ sang này, phải u nhỏ sang nhá. Đấy, anh em sẽ nhìn vào cái cặp đầu tiên là cặp này. Cam xanh nước biển. Anh em nhìn trên này xem có cam xanh nước biển đây, cam xanh nước biển đây. Đấy, và anh em phải lắp cam xanh nước biển này xuống dưới này. Đấy, để khi mà chúng ta tư duy là khi u nhỏ sang là chúng ta sẽ được cặp này. Đấy, chứ là lắp chéo nhau như này nhá. Đây, cái này thì mình sẽ dùng công thức F R phẩy F phẩy R đấy, thì nó sẽ xuống được đây. Tiếp tục đến xanh nước biển đỏ này. Đây, xanh nước biển đỏ đây. Đấy, thì lắp cái này xuống đây tiếp thì lại dùng công thức đấy tiếp. Đấy, tiếp tục đến xanh nước biển vàng. Đây, xanh nước biển vàng đây. Xanh nước biển vàng thì chúng ta lắp xuống dưới này. Lắp xuống dưới này rất là dễ thôi, lên sang xuống đấy. Xong rồi khi lắp xong chúng ta u phẩy một phát, u phẩy nhỏ một phát là xong 3 cặp cạnh, được chưa? Xong 3 cặp cạnh xong này thì đến bước tiếp theo này, mình sẽ lắp tiếp 2 cặp nhá. Mình sẽ lắp như sau, mình sẽ tiếp tục vẫn sẽ để cái cặp mà chưa vào này, mình để bên tay trái này đấy. Mình sẽ tiếp tục nhìn cặp này xanh lá cây vàng, xanh lá cây vàng đây nhá, tư duy lắp lại xuống đây này, lắp lại xuống đây này. Đó, khi lắp xuống xong này, đến bước này các bạn sẽ sang luôn như này đấy. Khi sang luôn này, các bạn sẽ phải để ý cục này, đây cục cam xanh lá cây đúng không? Đây cam xanh lá cây đang ở đây này, các bạn sẽ phải lắp cái này xuống dưới này để khi mà chúng ta trả về thì nó sẽ được. Đấy, khi lắp xuống đây thì cái này sẽ tự động nó sẽ đi lên này. Đây, các bạn đây làm ngược lại thôi. Đấy, lắp xuống này, gạt sang phát, đấy được luôn. Nhưng mà cái này nó sẽ bị phá đấy. Bây giờ sẽ còn 3 cặp nữa này, 3 cặp nữa thì chúng dùng một phát nữa là xong luôn. Tiếp tục lại để cái cặp đang phá ở bên tay trái đấy. Đây, xanh là cây đỏ đúng không, xanh là cây đỏ này, cho xanh là cây đỏ xuống dưới này đấy. Bắt đầu gạt sang, gạt sang phát đấy, bắt đầu nhìn thấy cặp bên phải nhá, cái bên phải cặp vàng cam này đấy, vàng cam đây, cho cặp vàng cam xuống dưới này, lên sang xuống, gạt sang phát đấy. Như vậy đã lắp được hết đấy, cái tư duy lắp là như vậy nhá. 323 tất nhiên sẽ có trường hợp đặc biệt, ví dụ như trường hợp này làm nốt thôi. Như vậy xong 3 cặp rồi, xong 3 cặp thì anh em chỉ cần đẩy u nhỏ phẩy đấy là nó về 1 2 3 cặp luôn đấy. Ồ, bốn ở đây trường hợp 4 cặp cạnh luôn nhá. Thì nếu như mà không có cái này thì nó sẽ ra một trường hợp khác. Theo nguyên tắc của nó là chỗ này không có cặp cạnh đâu, thì mình sẽ đẩy lên giả vờ theo nguyên giả vờ là như này nhá. Theo nguyên tắc của nó như thế này. Đấy, sau đến bước này thì anh em lại làm tiếp tục để cái cặp cần hoán ở bên tay trái của chúng ta. Đấy, vẫn để cặp này đấy nhá, và mình sẽ chèn con này xuống đây. Chèn này xuống đây thì mình thấy màu xanh vàng xanh lá cây này. Và xanh lá cây thì ở đây nó đang trái màu nhau này, thì mình sẽ làm công thức F R phẩy F phẩy R đấy, thì nó sẽ xuống chéo nhau này. Được chưa? Đấy, và mình sẽ đẩy đẩy con này sang. Đấy, khi đẩy con này sang này thì anh em sẽ nhìn tiếp cặp ở đây. Anh em nhìn nhìn con này nhá. Khi mà đẩy con này xuống này, anh em phải đẩy con này sang, đẩy con này sang. Đấy, thì anh em sẽ thấy một con này là con vàng cam. Đấy, anh em phải chú ý còn nhớ vàng cam này. Anh em tìm vàng cam, đẩy vàng cam này. Em xoay bên này. Vàng cam nó cam với
cam với cam trùng màu này, thì anh em chỉ cần lên sang xuống đấy, sau anh em đẩy lại thì con vàng cam nó sẽ ghép với con này đấy, được chưa? Thấy ok chưa? Đấy, bây giờ chỉ còn hai cặp cạnh này thôi, hai cặp cạnh này thì anh em hoán bình thường thôi, cho con này xuống đấy và bắt đầu hoán hoán hai cặp này, dùng công thức hoán như kiểu 4x4 bình thường ấy đấy, như vậy là được đấy. Và lắp xong rồi thì các bạn lắp giải 3x3 bình thường thôi. Phương pháp này thì ban đầu nó các bạn cảm tưởng khi lắp các bạn sẽ nó hơi lâu một chút đấy, nhưng mà khi mà các bạn quen rồi thì nó thực sự rất là nhanh luôn các bạn ạ. Mới lắp thì các bạn sẽ khó cái lắp phần cross, mình thấy là các bạn sẽ khó lắp phần cross nhất, nhưng mà các bạn tin mình đi, lắp nhiều nó sẽ quen. Ok, và các bạn hãy luyện tập thật là nhiều nhé các bạn nhá. Chúc các bạn thành công.